Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này liền cốt cho mình, lũ thép âm thân luôn nha. Đây, đây là lũ thép này, mặt lũ thép nha. Cây nhà vườn cũng vô dây định hình này. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Cây rất là già cây nha, lực cây nữa nha mình, lùng lực nha. Cây này có mã số là 400, có số đo tổng hoành gốc là 133, cây cao là 58 nha, đến từ cái mặt bộ này lên tới đỉnh nha, 58 đang nằm cái tính từ cái chiều của cái bộ ươm này nha, là 70 nhân 50 nha mình. Rồi mình xem tham khảo luôn. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,5 triệu bao ship nha, không chậu nha mình nha. Cây form rất là lực cây luôn. Cây này về nhà mình lên cái chậu mới cho nó nữa là ok thôi. Thầy áo mới nha, liền cốt hết nha mình, liền cốt nha. Cây cũng rất là già luôn. Cho mình xem tham khảo luôn. Nếu được gì ngần ý thì ủng hộ nhà vườn nha. Cây rất là lực. Cho mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 400, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,5 triệu bao ship không chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này liền cốt sống khỏe nha mình nha. Cây này thuần chậu cũng lâu rồi, coi chi này, to bằng ngón tay cái luôn nha mình. Chi đi này rất chi là sung luôn. Cái này khô lũa nha mình nha, cái mặt này khô lũa này, khô lũa nha. Cây này có mã số là 401, có số đo tổng hoành gốc là 107 nha. Cây cao tính từ mặt mặt đất này này mà lên tới cái đầu thân chính này là 58 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 70. Cây này giao lưu nhanh luôn là 1,7 triệu qua ship nhà mình nha, không chậu nha. Nếu mà giao lưu được với nhà mình thì mấy cái chi này nhà vườn sẽ cắt hạ tầm 2-30 nha, còn tầm 2-30 thôi để cho nó gọn trong quá trình vận chuyển thì nó đỡ phải mất sức cây gãy gụ rồi nữa. Nói chung mình cắt tầm 2-30 là về nó sẽ có cái chi khác ra thôi. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị kim cương đen nha nhà mình. Cái ông hàng này nuôi thuần chậu lâu rồi, nhà mình yên tâm luôn. Quê nhà mình chỉ việc xử lý rồi lên chậu chậm nó nữa thôi là ok thôi. Cây rất sung luôn nha, già cây nữa nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, được gì ngân ý thì ủng hộ nhà vườn. Mấy phần này mình về mình dùng máy mình tạo lũa cũng rất chi là ok luôn nha. Một triệu bảy bao ship cho mã số 401 nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này liền cốt nha mình nha, liền cốt nha. Đây, trung bệ nha mình. Cây này form thiên nhiên, cây rất chi là sung luôn. Đây, mới cắt lại chi cành này, chi nuôi rất là to luôn nha. Cây rất là già nữa nha mình. Cây này có mã số là 402, có số đo tổng hoành gốc là 154, cây cao là 70 tính từ mặt bầu mà tới cái đầu thân chính nha là 70. Đang nằm cái chậu, chậu này chậu nuôi nha mình, là lọt lòng 85 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,2 triệu bao ship không chậu nha mình. Thường cây này cũng rất là nặng nha, nuôi thuần chậu lâu nữa nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn, về mình lên cái chậu mới cho nó nữa là ok nha. Cây nuôi rất là lâu rồi, thuần rồi nhà mình yên tâm luôn. Cái phần đây là khô lũa nha mình nha, về mình dùng máy mình tạo lũa cho nó nha. Cây rất là sung nha mình. Cái này nó liền hết nha mình nha, liền bệ nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ấy thì ủng hộ nha. Xem tin vui vẻ luôn. Rồi mã số 402, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn
là 3,2 triệu bao ship không chậu nhà mình nha. Rồi mình xem tham khảo luôn, được gì ngân ý thì ủng hộ nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo Zalo một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này rất là sung luôn nha mình. Cây này em nó ăn trúng phân này. Rất là sung luôn. Mới thầy lọc mới nè. Rất là sung cây nha. Cây cũng rất là già luôn nha mình. Đế trải nè, lũ thép luôn nha. Nói chung cây này nuôi cũng lâu rồi nha mình. Cây này có mã số là 403. Có số đo tổng hồn gốc là 64 nha mình nha. Cây cao là 75, tính từ mặt chậu lên tới ngọn nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 52. Cây này thì nhà vườn xin Zalo nhanh luôn. Là 1,5 triệu bao ship không chậu nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cho một cây cẩm thị kim cương đen form thiên nhiên nha. Cây này nó cũng đang cho hoa nhà mình. Đây, nụ hoa nó đây. Nụ hoa nha, cẩm thị nha mình. Đây, hãy cho nụ hoa nha. Cây này thì nuôi cũng rất là lâu rồi, nhà mình yên tâm luôn. Về nhà mình lên cái chậu mới trong nó nữa là ok thôi. Vàng vàng xương này, xương rinh nha. Rồi mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nha mình. Rồi mã số 403. Nhà vườn xin Zalo nhanh luôn là 1,5 triệu bao ship không chậu nha mình nha. Rồi nè, xem tham khảo luôn. Được duyên thì rước em nó luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo Zalo một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này rừng liền cốt nha mình nha, lũ thép luôn. À, liền bể nha mình. Cây rễ này. À, cây sống khỏe nha mình nha. Lũ thép luôn. À, cây rất là già nha, cụm rừng nha mình. Cái này có mã số là 404. Có số đo tổng hoành bệ là 95 nha. Cây cao tính từ cái mặt chậu nè lên tới cái đỉnh là 47 nha. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 53x38 nha mình. Cái này thì nhà vườn xin Zalo nhanh luôn. Là 1,8 triệu bao ship không chậu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Về nhà mình lên cái chậu mới trong nó là ok nha. Lũa thép luôn. Liền cốt hết nha mình. Cầm rừng nha. Mình xem tham khảo luôn. Chị ngân ý thì rước em nó luôn nha. Cây con bộ đất luôn nè. Về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thay áo trong nó là ok thôi nha. Cây cũng rất là già. Rồi mã số 404. Nhà vườn xin Zalo nhanh luôn. Là 1,8 triệu bao ship nha. Không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo Zalo một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này liền cốt nha mình nha. Một cốt này. Để nở nha. Móc đầu luôn. Cây này nhà vườn cũng vô dây định hình hết trong nó nè. Lập non em nó mới ra lại nè. Thay đực mới nè. Tay cành nuôi nè. Rất là to nha. Cây quá khỏe nhưng mà yên tâm luôn. Cây này có mã số là 405. Có số đo hoành gốc nhà vườn đo là 87 nha. Cao tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh ngọn là 56 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 45. Cây này thì nhà vườn xin Zalo nhanh luôn. Là 1,9 triệu bao ship nha. Không chậu nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này về nhà mình lên cái chậu mới cho nó nữa là ok thôi. Cây cũng rất là già nha. Đây. Rất là già luôn. Lật cây nữa nha mình. Form lùng lật nha. Lọc non này. Quá sung luôn. Rồi mình xem tham khảo được chiên ngân ý thì ủng hộ rước em nó nha. Cẩm thị kim cương đen. Cây rất là già nha. Tay chi nuôi rất là to luôn. Quá khỏe luôn nha mình. Về mình thay cái áo mới cho nó là ok thôi. Rồi mã số 405. Nhà vườn xin Zalo nhanh luôn. Là 1,9 triệu bao ship không chậu nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.
Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này một cốt nha mình nha. Mặt tiền lũ thép âm thân nha mình, lũ thép nha. Cái này, khu này nha, lũ thép luôn. Cây rất chi là sung luôn nha. Chỉ cành luôn, rất là to nha. Cây này có mã số là 406, có số đo hòn gốc là 103, cây cao là 54 nha. Tính từ một chậu lên tới cái đầu thân chính này nha, 54. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 45. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,6 triệu bao ship không chậu nhà mình nha. Nào mình xem tham khảo luôn. Chậu này cũng chậu nuôi tạm thời thôi, về nhà mình lên cái chậu mới cho em nói là ok nha. Nào mình xem tham khảo luôn nha. Cây siêu già luôn, lũ thép này. Mình xem tham khảo luôn. Được duyên ngân ý thì ủng hộ nha. Nói chung mấy cây này thì nhà vườn nuôi thuần lâu rồi, nhà mình an tâm luôn. Về nhà mình chỉ việc lên giá thể và cho em nó vào cái chậu mới nữa là ok thôi. Rồi mã số 406, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,6 triệu bao ship nha, không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này một cốt cho mình nha, thân lắc rất chi là duyên luôn nha. Cây nhà vườn nuôi tay cầm này, toàn ngón tay cái luôn. Này, cũng vừa dây định hình hết rồi. Này, nó đang thay lọc này. Cây này có mã số là 407, có số đo tổng hoành gốc nhà vườn đo là 50 nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới cái đỉnh ngọn là 104 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 45. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,000,000 bao ship nha, không chậu nha mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Lọc non em nó đang lên này. Về nhà mình lên cái chậu mới cho em nó nữa là ok nha. Lọc lá em nó thay ấm cây thôi. Này. Trong quá trình thay lọc nha. Thân lắc này. Rất là duyên luôn nha. Vườn cũng định hình tay cành hết rồi. Về nhà mình chỉ việc lên cái chậu mới cho nó nữa ok thôi. Nhà mình đã xem tham khảo nha. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Rồi mã số 407, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,000,000 bao ship nha, không chậu nha mình nha. Nói chung cây này mà để đóng hàng giữ cái này cũng rất là cực nha. Gông khung để bảo vệ em nó an toàn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha mình nha, form thiên nhiên dạng chi xương rinh nha mình nha. Cây này hai thân liền cốt nha, dạng chi xương rất là già luôn. Cây này có mã số là 408, có số đo hòn gốc vườn đo là 70 nha. Cây cao tính từ cái mặt chậu lên tới ngọn là 65. Đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 45 nha mình. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 950 bao ship không chậu nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nha. Cái này mình cho form thiên nhiên. Mình cắt giật thành cái khóm hình như thế này là ok nha. Lá này thì nó cũng đã già rồi. Về mình lên cái chậu mới mình xuống hết lá nha. Lọc non cái thay thôi. Là ok nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị form thiên nhiên. 950 nha mình nha, bao ship nha mình luôn. Mã số là 408 nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một siêu phẩm cóc nha mình nha. Cóc chua nha. Cái này thì siêu quái luôn. Như lồng lợn luôn nha mình. Rễ cũ nó đen vào nhau nè. Nói chung cây này thì nuôi cũng lâu rồi, cả chục năm nha mình. Cây rất là già luôn. Cây này thì chưa ghép cóc thái nha mình nha.
về mình lên bo ghép góc thái nữa là ok luôn. Cây cũng rất là quái nha, củ đang xoắn này, rất là quái luôn. Cái này có mã số là 409 nha. Có số đo hòn nhà vườn đo chỗ đây nha là 77 này. Cây cao tính từ mặt chậu mà lên tới đỉnh này là 68. Đang nằm cái chậu Uwan lọt lòng 52 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,8 triệu bao ship không chậu nha. Cây này là hàng quái nha mà. Đây, siêu phẩm tương lai nha. Cóc chua đang bùng lọc này, rất là khỏe luôn. Nói chung cây này thì nuôi cũng rất là lâu rồi. Củ này rất là quái luôn. Thôi mình xem tham khảo nha. Cái này giao lưu không chậu nha mình. Rất là dài nha. Được duyên ngân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Xem tin vui vẻ nha. Rất là quái cây. Nuôi cũng rất là lâu nha. Cây cũng già rồi. Em mình xem tham khảo luôn. Nếu được duyên ngân ý thì rước em nó luôn nha. Cây này là chưa ghép gốc thái nha mình. Về mình lên bo ghép nữa là ok thôi. Lên cái chậu mới cho em nó nữa là tuyệt vời luôn nha. Rồi mã số 409. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,8 triệu bao ship không chậu nha. Cóc chua quái nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này cũng bán thành phẩm nha mình nha. Làm chi cành chi tiết hết rồi. Lũ thép mặt giận luôn nha. Lũ thép nha mình. Liền cốt, cây cũng rất là già luôn nha. Cây này có mã số là 410. Có số đo tổng hoành gốc là 94 nha. Cây cao tính từ mặt bầu nè. Lên tới đỉnh này là 60. Đang nằm cái bầu rinh luôn nha mình. Còn bầu rinh luôn nè là 40 nha. Cái này giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 1,7 triệu bao ship nha. Đây, nhà mình cái này không chậu nha mình nha, chậu này chậu nhựa nuôi thôi. Đây, nó còn bầu này, nhà vườn sẽ rút bầu lên nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, về nhà mình lên cái chậu mới cho nó là ok nha. Cây rất là già. Để em quay mặt sau nhà mình xem tham khảo luôn. Dạ cây nha. Tây chi nuôi cũng rất là to rồi. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Rồi mã số 410, giao lưu nhanh luôn là 1,7 triệu bao ship nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rước em nó luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.